Ok, từ xưa giờ bạn có bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa? Dạ chưa. Ồ. Trước đây á, em là một người khá lãng mạn. Hồi nhỏ thì hay xem Lọ Lem và Hoàng Tử, thì em tưởng tượng là một ngày Hoàng Tử sẽ đến. Thì em cứ chờ tới 27 năm thì chưa có, cho nên hôm nay em đến đây để tìm. Chờ đâu mà 27 năm, lẽ mới sinh ra là chờ. Lên chào quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Thị Hạnh Nhi. Em đến từ quê hương Long An. Dạ. Rồi, mình đợi bạn nam của mình nha. Xin mời bạn trai. Xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Và xin chào quý vị khán giả có mặt nhà. Chúc quý vị khán giả ở nhà có một buổi chiều cuối tuần thật là vui vẻ cùng với gia đình ạ. Tập cái lời chào này lâu chưa? Dạ em cũng mới tập, run quá nên là bị liếu. Run quá hả? Dạ. Bạn tên gì? Dạ em tên là Lê Văn Lộc. Dạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên bán xăng ở dưới Biên Hòa. Bán xăng? Dạ. Nhiều tuổi? Bơm xăng. Dạ em năm nay 27 tuổi. 27 tuổi bên kia là bạn Nhi nha. Nhi ở Long An. À em run quá nên là xin phép cho em gửi lời chào đến bên chị Cát Tường và bên ấy. Dạ chào anh ạ. Cảm giác thế nào khi mà bạn ngồi tưởng tượng một cô gái bên kia sẽ là người mình hẹn hò? Dạ rất là hồi hộp và tò mò ấy. Tò mò. Dạ. Đó giờ có cảm giác đó chưa? Dạ hình như là chưa. Có bao giờ bạn rung vậy chưa? Dạ chưa luôn. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua ba mối tình. Ba mối tình mà giờ còn rung. Nhưng mà cái cảm giác nó rung là rung sao? Dạ. Rung vì hồi hộp chờ người kia hay là sợ? Dạ. Lo sợ nhút nhát trước khán giả? Tim đập rất là nhanh và hồi hộp được gặp bạn nữ. À. Dạ chờ đợi lâu lắm rồi. Nhi thì sao? Mình quê ở Long An hả, nhưng mà dạ. Làm việc ở đâu? Dạ em làm ở quê luôn chị. Làm ở quê luôn? Dạ. À là hôm nay lên đây để tham gia chương trình này thôi? Dạ đúng ạ. À vậy hả. Nhi giới thiệu một chút xíu về mình, về tính cách của mình. Bạn bè nhận xét em là một người hiền. Ưu điểm của mình rồi khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là mọi người nhận xét á là khuôn mặt của em thì nó không xinh, nhưng mà được cái có cái đồng tiền dễ thương. Dạ. Xưa giờ mình có nhiều mối tình chưa? Mối tình trước đây thì nghĩa là người ta thích em mà em không thích. Ok, xưa giờ bạn có bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa? Dạ chưa. Ồ. Trước đây á em là một người khá lãng mạn. Hồi nhỏ thì hay xem Lọ Lem và Hoàng Tử, thì em tưởng tượng là một ngày Hoàng Tử sẽ đến. Thì em cứ chờ tới 27 năm thì chưa có, cho nên hôm nay em đến đây để tìm. Chờ đâu mà 27 năm, lẽ mới sinh ra là chờ Hoàng Tử tới rồi. Thì mình đã có khi nào mình có hẹn hò, nắm tay rồi đi chơi đồ này kia gì chưa? Ừ, dạ chưa chị. Chưa một lần nào hết? Dạ chưa. Nhưng mà thật sự là tại sao bạn đến với chương trình, bạn muốn hẹn hò? Cái môi trường làm việc của mình không tự mình tìm kiếm được hay sao? Tại sao bạn đến với chương trình? Dạ, trong công ty của em thì cũng có nhiều anh, nhưng mà những anh mà cao hơn em á, thì lớn tuổi hơn em thì đã có gia đình hết rồi. Với lại hồi đầu năm em có đi xem bói, thì thầy bói có nói với em là tình duyên của em là phải qua mai mối. Em à, dạ. Nghĩa là tin lời thầy bói phải không? Mai mối mới thành đúng không? Dạ. Bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Mẫu người bạn trai lý tưởng của em á là cao to, cao trên 1m7, cao hơn em, lớn tuổi hơn em. Bạn trai bên kia cao nhiêu vậy bạn? Bên đây cao lắm luôn á. Đáp ứng được không? Em thì 1m67, cũng tương đối. Có gia trưởng không? Dạ không, em là con trai lớn trong gia đình. Cái yêu cầu của bạn tìm người yêu như thế nào? Dạ, em rất là đơn giản. Em không cầu kỳ về chiều cao, em chỉ cần là bạn nữ ngoại hình không mập quá, không ốm quá, vừa thôi. Vừa thôi. Em cũng khá dễ tính trong cái vấn đề mà ngoại hình. Và cái quan trọng nhất đó là cái em muốn tìm một người phụ nữ biết chia sẻ, biết làm công việc nội trợ, biết khôn khéo, đối nhân xử thế là được. Chứ lý do tại sao lúc trước các mối tình khác lại chia tay? Dạ, em cũng yêu đơn phương một mối tình, và một mối tình nữa là do không hợp về nhiều mặt nên là chia tay. Rồi, mà bây giờ nếu không? Như bạn nữ lớn tuổi hơn mình xíu, bạn có ngại gì không? Dạ cũng không, tại vì trước đây em cũng tập lái máy bay rồi. Được một là thời sao? Gian ngắn. Dạ mối tình thứ ba của em là hơn em 1 tuổi. Quen được 3 tháng thì gia đình phản đối là vì em nhỏ tuổi hơn. Rồi có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có. Dạ dì của em. Dì đang ngồi dưới. Dạ chào dì. Dì ơi, ở nhà mình có hối thúc bạn Nhi lập gia đình chưa hả dì? Có, tại thấy này lớn tuổi rồi mà từ đó giờ nó chưa có bạn, nó thôi giờ lớn rồi thôi mở lòng đi.
coi nếu mà thấy được thì tiến tới chứ cũng lớn rồi. Thấy anh bên này sao? Thấy đẹp, đẹp hơn Duy. Đẹp có duyên hả? Dạ yeah, được rồi. Thôi cảm ơn. Còn bạn có người thân không? Dạ có, em đến đây là có sự cổ vũ của nguyên một fan là member trong group của em. Em một group nào? Dạ em ngoài công việc bán xăng thì em là admin của một group xe Eblex Biên Hòa. À vậy dạ. Em là trong vai trò leader của group đó. Thì group tụi em thì hoạt động theo hướng là làm công tác xã hội, tức là làm từ thiện và nhiều chương trình khác như là hiến máu và tặng quà cho những người cơ nhỡ, người nghèo. Đâu nhóm các bạn đâu đưa tay lên dạ. Wow, đông quá vậy. Nhóm trẻ trung thế này mà không lẽ không tìm được người bạn? Dạ, nói chung là em ở trong group của em có rất là nhiều mem nữ. Thì thực ra em tiêu chuẩn rất là dễ, nhưng mà em nói dễ thì cũng là dễ, nhưng mà em có một số cái khó ở trong, ví dụ như em gặp bạn nữ đó và em thấy một cái điểm gì đó mà không thuộc trong cái gu của mình, giống như là ví dụ như thấy bạn đó hơi vô duyên tí, giống như là em chở bạn đi mà trong rạp chiếu phim thì thường thường là anh thấy là ai cũng để bắp nước lại rạp chiếu phim mà không ai chịu mang về, thì em thì là sẽ cầm hết những cái đó của mình bẻ vào sọt rác. Thì những bạn nữ mà em nhắc bạn em cầm về nhưng mà bạn ấy không cầm và bạn cứ vậy đi về, thì em sẽ có một cái gì đó nó không tốt, mà từ đó là còn nhiều cái nữa thì em sẽ gọi là rút. Trong nhóm bạn hình như không ai tốt hết hả? Dạ có tốt nhỉ, có nhiều cả. Có là nếu mà quen mà mem trong lúc lỡ mà không hợp này chia tay nhau thì lúc em bị mất đi một mem. Đó thí dụ đó là một lý do có thể chính xa chính đáng. Dạ. Hôm nay bạn nói lý do là tôi thấy nếu người nào không tốt thì. Dạ chào chị. Trời đẹp trai dữ. Trai chứ. Cảm ơn chị. Đâu đứng lên dòm sướng tá rồi bắt giò bắt cẳng hơn ngon lành quá vậy ta. Mà hơi lùn hơn cô bên này. Cô bên này cao lắm. Dạ không sao, em khắc phục được chiều cao. Phục cách nào? Em đi giày cao hơn. Nói chung là em đi với bạn nữ mà cao hơn em cũng không vấn đề gì. Có ngại ngùng gì không? Dạ không. Bắt ghê. À, anh ơi em thích đi giày cao lắm á. Tại vì tôi thấy mấy cô trong nhóm của bạn cũng xinh quá trời luôn hả? Dạ. Nên sao bạn phải đến cái chương trình để dạ, nhờ mai mốt? Chính vì xinh nên em sợ quen lắm. Vậy là giờ em không cần kiếm bạn gái xinh. Dạ bình thường cũng được, nhưng mà quan trọng là tính cách, tính nét. Chị thích em rồi đó. Dạ em cũng thích người phụ nữ có nước đồng tiền. Trời ơi, bên đây có luôn nè. Nước đồng tiền bên đây. Rồi ngồi xuống đi bạn. Rất là hoạt bát. Nói chuyện ứng xử rất là nhanh. Rất là dễ thương. Giống mẫu bạch mã hoàng tử vậy. Giống mẫu bạch mã hoàng tử của em không chị? Chào em. Dạ. Về đi bắn săn phụ ảnh được không? Sao em toát mồ hôi dữ vậy Nhi? Tại em nóng quá chị. Đây sao không ai nóng chân mình em nóng. Chắc tại em hồi hộp. Đúng rồi, do cái sức nóng của anh chàng bên đây nè. Dạ chắc lan tới đây á. Anh đang hot lắm, thấy nguyên vàng đi theo là biết anh hot cỡ nào rồi. Giờ hỏi vào đây, được không? Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp mặt. Kéo mặt lên. Chưa, từ từ. Nôn dữ vậy? Dạ. Gì vậy? 2 phút bắt đầu. Rồi chào em. Dạ. À, trước tiên anh xin tặng em một đóa hoa. Đó là lời dạ. Lời chào. Dạ em cảm ơn anh. Anh rất là đẹp. Có giống bạch mã không? Dạ giống rồi. Thiếu con ngựa trắng nữa. Anh đi xe màu trắng. Dạ vậy được rồi đó anh. Quan điểm thẳng thắn về tình yêu của em là gì? Quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là sự chung thủy. Em có thích màu tím không? Dạ cũng thích. Anh cũng thích, đặc biệt thích nhất là màu tím. Và cũng thích cái quan điểm trong tình yêu của anh sự chung thủy. Dạ. Nếu như anh chơi với club mà thời gian dành cho club nhiều hơn dành cho em thì em nghĩ sao? Vậy thì em sẽ gia nhập group của anh. Cảm ơn em. Là anh thích đi phượt. Dạ em rất thích đi phượt. Dạ thích ạ. Ví dụ như buổi sáng có thể đi khoảng 200 cây. Đi về trong ngày là tổng cộng là 400 cây. Em có đi được không? Dạ thì em chỉ ngồi sau thôi mà em đâu có chở đâu. Cảm nhận về tình yêu thế nào? Cảm nhận về người đối diện thế nào? Dạ, sau giây phút hồi nãy thì em đỡ hồi hộp và gặp được bạn nữ thì nói chung là mất đi sự hộp và kèm theo đó là sự vui mừng một phần. Cảm ơn anh. Còn em, Nhi, thấy có thỏa mong ước 27 năm chờ đợi không? Dạ, cũng có rồi ạ. Anh, sau chương trình anh cũng hy vọng là anh em mình dịch cặp vé xem phim của chương trình. Dạ. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định trái tim các bạn có rung động hay không.
2 và ba. Hết thời gian. Tôi hơi lo chút xíu. Sao mới có 2 mà anh bấm rồi anh? Em sợ nó không ăn. Đó bây giờ chiều cao thấy thì sao? Tao bảo bạn bỏ gút ra thử coi bạn. Tao dữ vậy trời. Chết rồi. Hả? Sao không? Miệng anh gian được mà. Dạ. Không vấn đề gì đâu đúng không? Dạ. Cao không quan trọng ở đây. Hai bạn có thể nắm tay để cảm nhận về nhau. Em làm sao chứ cổ nóng lắm, người cổ đổ mồ hôi. Đây ai không ai đổ mồ hôi, có mình cổ đổ à. Em cũng đang hồi hộp. Em thích từ nó được cái nó lanh vậy thôi. Dạ cái đó để dịp khác ạ. Từ từ ạ. Em thích cái gì nó cũng phải có từng bước ạ. Từ từ đúng không em? Từ từ. Dạ, phải nó mới nhừ đúng không? Dạ. Tặng vé xem phim đi. Tôi lo những cặp đôi này tôi thấy ngộ quá nên tôi quên cái vụ này luôn. Đây thay mặt chương trình. Rồi, tặng cho hai em chương trình. Chúc mừng em đã tìm được bạch mã hoàng tử sau 27 năm chờ đợi. Dạ. Và hy vọng rằng một ngày gần đây nhất là các Tường và Nguyền Linh sẽ nhận được tin mừng từ hai em. Dạ. Dạ. Chào bạn. Bạn tên là gì? Em xin giới thiệu là em là Trần Hữu Hùng. Hôm nay là 31 tuổi. 31, làm nghề gì bạn? À, em làm quản lý một công ty bất động sản đó. Rồi, mình sẽ nghe bạn nữ bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Minh Hảo, năm nay 27 tuổi. Hiện đang làm nhân viên phòng cung ứng vật tư ở công ty Century PepsiCo Việt Nam. Hả? Quê em ở đâu? Dạ, nhà em ở đây. Nguyên quán ở Quảng Nam. À, em có những cái sở trường gì không? Sở trường của em thì vui vẻ, tính hòa đồng. Cũng thích mấy hoạt động ngoài trời, ví dụ như bạn bè, họp hành, cà phê, cà pháo, đồ này nọ. Những điểm yếu của mình? Hơi lười thể thao. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, hai chiều thì được ba mối. Hai chiều, còn một chiều? Dạ, một chiều thì chắc nhiều lắm đó. Một chiều là chiều đi hay chiều về? Dạ, cả hai luôn. Chiều đi cũng vài cái, rồi chiều về cũng vài cái. À, bạn trai bên kia sao? Em thì hiện tại được hai mối tình rồi. Mối tình dài nhất là bao lâu bạn? À, hai năm. Hai năm. Ủa, quê em ở đâu vậy? À, quê em là ở Nghệ An ạ. Nghệ An. Tại nghe cái giọng lạ lạ. Là ở đâu bạn? Nam Đàn á. Nam Đàn là quê Bắc đúng không? Quê Bắc luôn ạ. Dạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào từ năm 2004 đến giờ. Rồi bây giờ chuẩn bị nhà cửa gì chưa? Dạ, cũng đang chuẩn bị. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Được khoảng 40%. 40%, còn 60% nữa là có nhà đúng không? Dạ. Rồi nếu như chúng ta lấy vợ thì mình sẽ cưới vào năm nào? À, nếu được thì cưới năm nay luôn. Đồng lẹ vậy. Nôn quá vậy. Bên kia nghe chưa? Bên kia nghe chưa? Dạ, khoảng nghe, thấy bên kia khoảng 3 tháng nữa cũng được ạ. Mà sao nôn lấy vợ vậy? Ở nhà này cũng khoảng cứ một tuần là có bố mẹ cứ gọi vào nói là tình hình sao rồi con. Tình hình là con đang đăng ký chương trình thôi ạ. Bố mẹ bạn là vẫn còn ở ngoài quê hả? Dạ, ba mẹ đang ở ngoài quê ạ. Bên này sao 3 tháng nữa đám cưới được không em? Dạ từ từ chị. Dạ em muốn bao lâu? Mình trả giá nói đi. Nói chung thời gian không quan trọng, quan trọng là hiểu thấy ok thì cứ. À, vậy là hiểu 1 tháng cũng được rồi. Phải không? Dạ. Em ơi, lấy nhau thì em muốn có mấy người con em. Dạ tùy hứng. Trời ơi, cái tùy hứng này mệt rồi nha. Em gái bên kia ơi, em muốn mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em cần một người biết lo lắng cho gia đình, chín chắn. Cũng có thu nhập để có thể lo cho gia đình, con cái. Về bản tính thì đừng có nổ, đừng có sĩ diện. Bây giờ tôi hỏi lại là 40% là chắc chưa hay là nổ? Chắc à. Chắc, cái này chắc thiệt. Tại vì em mấy mối tình của em thì cũng liên quan tới cái vụ nổ rồi, cho nên là em ghét ai nổ. Cái nổ ra còn cái điều gì mình không thích ở người đàn ông nữa không? Đừng có ham chơi quá. Bạn bè rồi đi chơi đồ này nọ, về trễ, về khuya, bỏ vợ con nhà thì em thích. Mình đi môi giới rồi mình có ăn nhậu hay đi chơi đêm hôm khuya rồi gì không bạn? Trước thì có nhưng mà giờ thì cũng hết rồi. Tại cũng bị đau bao tử nên là hạn chế không nhậu nữa. Cũng không tốt lành gì ha. Bệnh bác sĩ chê. Tại đau bao tử mới nhịn á. Bạn nữ mình có những cái tật xấu gì không? Mình cứ phơi bày ra hết. Dạ, tật xấu của em thì nhiều khi cũng hơi khó tính. Nhìn cái gì cũng chê hết.
Ví dụ như nhìn người khác thì thấy ui cái thằng này nó nhỏ tuổi quá, nó nít quá thôi không chơi. Rồi nhìn người kia thấy ông này ông già quá thôi không hợp. Rồi mấy người nữa thì nhìn mặt trai là dê quá thôi không thích luôn. Trời đất ơi, gặp ai cũng chê hết trơn. Vậy là nguyên nhân sao em ế em biết không? Dạ biết. Nhưng mà sửa khó lắm chị. Mà thật sự bây giờ đã muốn lấy chồng chưa, hỏi thiệt. Thật sự là cũng ba má nhà cũng nôn, cũng hỏi hoài hả. Nãy giờ em cảm nhận anh bên đây thế nào? Dạ anh Vinh nó nói cũng ít quá cho nên cũng chưa đánh giá được gì hết trơn. Nó nói nhiều chút xíu đi em, nói nhiều lên chút xíu. Nói đi. Nói gì cho em Vinh nó cảm nhận được coi. Nói nhiều là khác nha, mà nổ là khác à. Hát bài hay là đọc thơ là gì đi. Em hát một bài nhé. Bài đúng hát rồi bài đó. Bài đi, vỗ tay. Sử dụng rồi. Em không nhớ lời, em nhớ lời. Rồi vậy đi. Có chút bối rối, chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ, chạm môi anh rồi, vì em yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ, làn môi nhẹ nhàng, khi em yên say trong giấc. Hết ạ. Sao em cảm nhận được giọng nói, giọng hát ngọt ngào chưa? Dạ, giọng hát cũng ok. Ấm ha. Dạ. Bây giờ anh hỏi bạn trai nè, bạn cần tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Chỉ cần một người là biết nấu ăn. Người cao thì cao khoảng 1m57 trở lên là được rồi. Hiền lành. Giờ em có tật xấu gì, khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn gái mình kia biết luôn. Em thì có một cái điểm chung giống bạn gái đó là thích đi du lịch. Về tật xấu thì hay ngủ nướng. Cái này có vợ không sao, kêu vậy. Còn gì nữa? Ưu điểm thì thích chơi thể thao. Mày mốt rủ tập cho cô này đi với nha. Cô này là không có thích chơi thể thao, lười thể thao. Mẫu hình lý tưởng của em có thể giống một ai hay không? Mẫu hình lý tưởng của em thì giống chị Cát Tường. Qua liền. Qua liền. Đó, coi liền. Tại em thích cái mã lúm đồng tiền của chị á. Khó kiếm lắm em, không đụng hàng lắm em. Dạ. Mặt dễ thương quá ha. Đẹp trai mà. Ủa mà làm gì phải 3 tháng lấy vợ lẻ vậy? Dạ em ngôn lắm đó chị. Ngôn lắm hả? Dạ. Rồi chừng nào đẻ con? Chắc lấy nhau vài tháng đẻ luôn. Trời ơi. Chắc không? Chắc. Thôi đứng lên xem vòng vòm thử, vòng giống thử được. Trời ngon. Ngon. Tướng ngon bên đàn trai khỏe re. Được, tại vì mình muốn kết hôn đẻ con liền mình phải nhìn trên dưới đồ coi sao chứ. Em trai khoe chứng nhận liền. Gì vậy? Khoe liền. Liên quan gì? Ngứa quá. Cãi thưa coi em, cãi thưa coi. Ngứa quá đó. Sao mà cái vụ chứng nhận này là sao vậy? Nhẫn này là phong thủy gì em đeo cho nó. Hộp màu vàng hả? Đeo cho nó chiếu chơi, lâu ngứa gãi chơi mà. Mai có chiếc ngứa mượn cho may mắn đó chị, cho lấy được vợ. Em. Dạ. Em có thích đàn ông hói không? Hói hả? Bạn trai cũ em cạo đầu luôn. Cạo đầu là khác mà hói là coi như hói quá cho nên cạo luôn. Cho nó không được gì đúng không? Không sao, anh này chưa có hói mà tương lai sẽ hói. Vậy hả? Dạ. Hói là mà hói. Em nữa, ít tóc chứ không phải hói. Ít tóc nè, là mai mốt hói với Linh vậy đó. Hói bóng bóng gì anh hói đâu. Dạ hỏi thiệt, còn có người mình có khuyết điểm gì nữa không? Nói thiệt đi. Khuyết điểm thì hơi gia trưởng tí. Thôi bỏ rồi đẹp. Gia trưởng mà... là sao? Ví dụ. Hay sai vặt. Là cái ngồi nằm chỉ tay năm ngón, chỉ em lấy giùm anh chai nước. Phải không? Dạ, kiểu như em lấy anh bộ đồ đi tắm, đồ kiểu dạng vậy phải không? Nhưng mà em vào trong này em sống rồi học tập thì học cách người Sài Gòn nên cũng đỡ thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mai mốt lấy nhau về tiền ai giữ? Tiền giờ giữ. Chắc không? Được. Chắc không? Rồi vậy được rồi. Được. Mấy cái vụ hói bỏ qua hết. Có cái vụ tiền vợ giữ là được. Hói lắm hả chị? 10 năm nữa. Giống như anh Quyền Linh vậy đó. Hello. Dạ chào anh. Chào em. Anh này đẹp trai lắm. Bảo đảm em thấy là cái vụ hói cũng bỏ qua luôn. Tiền ảnh giữ cũng được. Anh cũng hiền, nhìn hiền lắm. Dạ, nhìn bảo, em thấy hiền không? Bảo đảm với em, nãy anh nói anh gia trưởng nha. Nhưng mà anh nhìn hai người anh đoán á, nửa về em gia trưởng hơn ảnh á. Trời, hy vọng vậy. Thiệt, anh này anh hiền, nhìn mặt cũng hơi dạy gái chứ. Em thích trai nào dạy gái không? Thấy không? Dễ sai đúng không? Dạ. Nay mình đi có ai đi theo ủng hộ không? Dạ, có mẹ với em gái. Dạ, chào cô. Mình là má của Hảo, Hảo là đứa con thứ nhì. Nói chung là cái chương trình này mình rất là thích vì nó có rất là có ý nghĩa, rất vui. Tại vì các bạn đã làm được một việc mà người trong cuộc chưa làm được, nghĩa là kết nối họ lại với nhau. Cũng rất mong là qua cái chương trình này là mình sẽ duy trì được nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Và để đó là cái cầu nối để cho những cái trái tim mà còn lang thang ở đâu đó chưa tìm được bãi đáp. Cảm ơn cô. Cuối cùng là cũng xin cảm ơn chương trình và các anh chị biên tập viên. Và cảm ơn tất cả các khán giả đã có mặt ở đây. Cô cảm giác cuộc nói chuyện nãy giờ thấy
gọi là con trai thì con rể lý tưởng của cô tương lai cô thế nào ạ? À? Ngoại hình được, mình thích cái ngoại hình này từ lâu rồi. À, được rồi. Điểm cộng luôn. Hảo trước đây nó cũng có mấy người bạn nhưng mà nói chung là cái nhìn đầu tiên là mình không có thích, nhưng mà từ nãy giờ là thích cái ngoại hình này. Quê bác lại càng thích hơn. Dạ. Tại vì mình rất thích đi về quê bác một lần nhưng chưa có dịp nào để đi cả. Vậy để bữa nào con mời cô về nha cô. Rất sẵn lòng, rất sẵn lòng. À, nếu mà được quen Hảo thì con xin chăm sóc tốt cho em. Dạ, cảm ơn cô. Còn bạn này đi với ai? Anh đi với một anh đồng nghiệp ạ. Lúc nãy giờ em ngồi đây thì em cũng nhìn rất là kỹ ở chỗ bạn, đối tượng của bạn em. Dạ. Thì em nhận xét cũng trên 90% là chắc chắn bạn em sẽ đồng ý. Tại vì cái mẫu hình lý tưởng này là bạn em đã theo đuổi rất lâu rồi. Bạn em rất là khó tính. Hồi xưa em rất là gia trưởng, nhưng mà do Sài Gòn được huấn luyện theo cái địa phương này, đâm ra là giờ cũng rất là dễ tính rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Mình kéo màn lên, hai người gặp mặt, họ chuẩn bị. Kéo màn lên. Kéo màn lên. Cảm nhận anh thế nào? Dạ, cũng đẹp trai. Tướng đá cũng ok. Dạ. Anh không biết tại sao cả. Đó, trước anh Huyền Linh chứ gãi sợ chứ sao vậy. Nhưng mà anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, ai cũng nói vậy. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Dạ, yêu thì phải quan tâm chia sẻ, phải thật lòng. Quan tâm chia sẻ với hai nữa là phải sự chung thủy. Dạ, phải tôn trọng nhau nữa nha. Em hỏi anh gì đi. Có sợ anh gia trưởng không? Anh sai rồi đó, sợ không? Dạ, gia trưởng thì em không có thích. Cho nên là ai gia trưởng là em gia trưởng hơn. Bây giờ mình điều đình cái gặp mặt nhau rồi đó, có cảm xúc với nhau rồi đó, mình điều đình cái vụ ngày cưới thôi coi sao. Trao đổi thôi coi cái gì. 3 tháng, 6 tháng con mẹ ngồi đây, em ngồi đây nó luôn đi. Nếu có xác định rồi em khi nào em cưới được? Dạ em thấy ba má em quen nhau có 6 tháng là cưới rồi. Dạ. Mình một nửa được không? 3 tháng em được thì nói chung là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì cũng không có quan trọng. Quan trọng là hiểu rồi á, thấy hợp rồi á, mà cảm thấy là ở được rồi đó thì là cưới thôi, chứ không quan trọng thời gian. Nhiều khi quen 2-3 năm, 1 tháng hay là 3-4 tháng mới gặp nhau một lần thì cũng có hiểu gì đâu mà cưới. Kiểu vậy á. Nè, chứ mà em quan trọng chất lượng hơn là số lượng. Thì hôm nay gặp ở đây thì cho nhau cái duyên để mình tìm hiểu nhau thêm em ha. Dạ. Nào, chúng ta sẽ chuẩn bị. Các bạn suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ mình trao đổi với nhau rồi ha. Bấm nút hay là không bấm nút, quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hai bạn có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau trong ngày trọng đại hôm nay. Đây là những chiếc vé